đẹp thì phải có bí quyết riêng nha. Đây là làn da hiện tại của Huy, còn đây là da trước kia vừa bị mụn nè, nám sạm tàn nhang lại tối màu. Mà bí quyết chính là em serum và kem dưỡng trắng da chống nắng giúp tái tạo da Hatagon này. Nhìn vào sản phẩm thì cả nhà thấy chất lượng rồi đúng không nào? Em này là serum tinh chất vàng 24K, hộp và chai màu vàng ép kim tinh tế nổi bật, bắt mắt sang trọng. Với thiết kế là dạng bơm nên rất là tiện lợi khi sử dụng. Em này thì có tinh chất vàng 24K giúp tăng sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da. Cùng với retinol thì giúp tái tạo làn da, làm mờ nám, xe cắt lỗ chân lông. Và thành phần chinesamid acid làm sáng các vùng da sẫm màu không đều màu. Và có HA cấp ẩm tức thì mang lại cho làn da căng bóng mịn màng. Đặc biệt em này có công dụng trắng da, dưỡng ẩm, cấp nước, căng bóng và làm mát da nhẹ nhàng, khá lành tính luôn, làm mờ các vết thâm mụn, phù hợp với độ tuổi da từ 17 trở lên. Đây là kem dưỡng da chống nắng giúp tái tạo da. Trong hộp thì có đi kèm một chai serum tinh chất vàng 24K. Nhưng mình khuyên mọi người nên mua thêm một chai serum lớn 20ml để kết hợp xuyên suốt quá trình dưỡng da nha. Phần chính của em này là tinh chất nano vàng nè, thúc đẩy quá trình tái tạo collagen và elastin, tăng cường cấu trúc da, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi cho da đó. Cùng với tinh chất thiên nhiên của hoa lan, hoa mẫu đơn giúp cân bằng độ ẩm, xe kích lỗ chân lông cho làn da trắng mịn không tì vết. Alpha arbutin và niacinamide giúp đẩy lùi sắc tố đen sạm trên da, làm trắng da hiệu quả, cùng bảo vệ da dưới tác hại của tia UVA và UVB. Kem là dạng đặc nhưng rất mịn và thấm nhanh, không hề để lại vết dính hay là bí da nha. Da của chúng ta sẽ cải thiện chỉ sau 7-10 ngày sử dụng. Các thành phần thì lanh tính, an toàn, phù hợp với mọi loại da. Và tất cả các sản phẩm của Hatagon đều có giấy công bố sản phẩm nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng nha.